Bây giờ là thông tin về tình hình dịch bệnh tại tỉnh Kiên Giang thưa quý vị. Theo ghi nhận đến cuối giờ chiều ngày 23 tháng 9, ổ dịch tại phường An Thới, thành phố Phú Quốc đã lây lan ra thêm phường Dương Đông và ba xã Hàm Ninh, Cửa Dương, Bãi Thơm của thành phố này. Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, trên địa bàn đã có tổng cộng 69 ca nhiễm COVID-19, đã có kết quả xét nghiệm siêu tham PCI 63 ca tại An Thới, 1 ca tại Dương Đông, 5 ca mới phát hiện ở Hàm Ninh, Ngoài ra còn có các trường hợp nghi nhiễm qua test sàng lọc tại cộng đồng đang chờ kết quả xét nghiệm xác nhận. Ngoài việc lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ 23.000 người dân ở An Thới, chính quyền thành phố Phú Quốc đã quyết định tiếp tục lấy mẫu tầm soát toàn bộ người dân trên đảo để nhanh chóng bóc tách hết F0 lây lan từ ổ dịch An Thới. Tại xã Hàm Ninh, số người được lấy mẫu test nhanh trong ngày hôm nay là 257, kết quả có 5 ca dương tính, đã có xác nhận real-time PCI. Tại phường Dương Đông, test nhanh có một người nghi nhiễm xét nghiệm real time bci sau đó âm tính tại hai xã bãi thơm cửa dương mỗi xã có một trường hợp nghi nhiễm đang chờ kết quả xét nghiệm xác nhận real time bci